Theo các chuyên gia khí tượng, chiều nay, ngày 4 tháng 4, nhiệt kế đặt trong điều kiện không khí ngoài trời lúc 16 giờ tại thành phố Hồ Chí Minh đo được nhiệt độ 45 độ C. Tuy nhiên, theo dữ liệu nhiệt độ cao nhất vào chiều ngày 4 tháng 4 đo trong lều khí tượng có mái che, không bị gió lùa, tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 36,2 độ C. Hôm nay, ngày 4 tháng 4 là ngày cuối cùng có dấu hiệu mưa cục bộ ở một số khu vực quanh thành phố Hồ Chí Minh. Còn từ ngày mai, 5 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh bước vào một đợt nắng nóng mới, dấu hiệu mưa càng ít hơn. Còn thời tiết ở phía Bắc nước ta, chiều ngày 4 tháng 4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã chính thức phát thông tin cảnh báo có một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông, nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió yếu trên mực 1.500m, nên từ đêm ngày 4 đến ngày 5 tháng 4, ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ bắt đầu mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Theo cơ quan khí tượng, đợt mưa này có thể tiếp tục gây ra dông lốc, mưa đá, như cách đây một tuần tại hàng loạt địa điểm ở miền Bắc và miền Trung. Do đó, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tìm giải pháp ứng phó, giảm thiệt hại do dông lốc, mưa đá,